lên trên. Hôm nay không sao không về nha mọi người. Khỏi nói. Cuối cùng có người yêu. Khỏe anh rồi mà anh. Ủa vậy hả? Dạ. Chỉ có ông Khải Như là quà không có. Đây, đứng ở đâu em đây? Em cho anh xin máy tắm cho. Cho. Em chụp phone trước, Anh lấy nữa rồi nha. Mình đang. Cảm ơn chị ạ. Không, em nghĩ đây là một cái buổi khai trương thân mật, em còn định không make up mà cuối cùng may em vẫn đã make up. Thì em hôm nay rất là vui khi mà được em cùng ra những cái khai trương của bạn mới quan trọng. Và em cũng không biết đây là một bạn mà nhớ rất là nhiều lần. Rất là nhiều, thực sự rất là nhiều bạn. Em thấy thì điều thế chắc chắn là mọi quán đều rất là thành công. Đấy, cũng hy vọng là quán lần này cũng như vậy. Và quý vị khán giả sẽ đến đây, địa chỉ là 96/2 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận để ủng hộ. Em nghĩ là nóng chắc là trong tương lai. Em thích có một cái quán dessert, trà bánh gì đó. Đấy, em thích làm bánh. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng đi lên nhỉ? Chắc mọi người cũng sẽ tò mò về không gian bên trên chứ đúng không? Em xin phép ạ. Cảm ơn anh chị. Bye bye. Thật đi nhanh quá. Còn gì bằng ủa giống Lê Minh Thu quá vậy. Thấy không? Đâu anh Giang á. Lê Minh Thu. Anh Giang. Cái ông dễ anh Giang mà dễ đi kia đi gỡ cái tay cái Giang Lê Minh Thu mà. Anh Giang. Trời ơi, Lê Minh Thu là chồng em đó mọi người. Đừng nói anh Giang nha. Đến khi mà mèo lấy Lê Minh Thu rồi lúc đó anh Giang sẽ bất ngờ. Em không bên chị được luôn á chị mèo. Được luôn á, đi chung mèo cảm giác em không đồng minh được cái chuyện luôn á. Ủa? Nói chuyện gì mà nghe vô lý. Hai đứa mình giống như bị tố. Ủa mà mỗi lần thường là có khách lên là cứ vậy á hả? Trời dạ không. Trời, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái máy. Vừa mới... Hai chị em mình quay tự sướng luôn rồi. Đúng rồi, vừa mới qua Giáng sinh nhưng mà chúng tôi vẫn muốn hát một bài tặng mọi người. We wish you a merry... Thôi chị hát rồi thôi, không có chúng tôi ở đây nha. Qua Giáng sinh rồi, mâm mới, nay mùng 1 rồi. À mùng 1 mừng Tết đến nhân nhà nhà cái mây vàng cái nó không thấm tươi. Không, cái quán này sang lắm, hát bởi nó không có vừa. No more champagne. Cái đó thì kỳ trợ lắm.
mọi người không hỏi gì cho em lên lầu em ăn à? Sao mình cứ nói cái gì hoài với tao, mình tới đây là mình nhưng mà cái này là Lê Minh Thu đúng không mọi người? Không, anh Tiền Giang. Thôi hay gì trước cho anh Tiền Giang với Nhã Phương đi. Dạ đó, cái này nó quan trọng nè. Trong một cái thời điểm mà anh Giang đã khai trương rất nhiều nhà hàng ăn uống thì thấy cái tâm hồn ăn uống của anh Giang nó vô bờ bến, mà anh Giang là một người nấu ăn rất ngon và Mèo đã từng thưởng thức món bò của anh Giang làm. Và Mèo thật sự là khi mà anh mở cái này là cái niềm mong chờ nhất, tại vì anh Giang đã nói về cái quán này rất là lâu rồi. Nói chung mà nói chuyện với anh Giang là anh Giang luôn nhắc về bò. Đúng, đúng. Và Destiny. Ủa, cái này tên là Destiny không ta? Destiny White House. Yeah, Destiny White House. Nó rất là tiếng Anh, nó rất là Anh văn. Nó rất là tiếng Anh luôn mọi người, rất là Anh văn. English. Và đây là một cái không gian rất là sang trọng. Mọi người tới đây phải có bằng em nhận thiệp mời, em nhận thiệp mời và em đi dự những cái quán khai trương mà em bị choáng ngợp, với là bởi vì quá nhiều luôn á. Rồi em rất là phục anh Giang, vì dù hoạt động cái lĩnh vực nghệ thuật mà dù kinh doanh mà không phải là một cái mà rất nhiều cái. Đây cái tiệm đá phong thủy gần đây của em trên đường Phan Đình Phùng của nha mọi người, mà em muốn xỉu lên xỉu xuống. Còn ảnh mở không biết bao nhiêu quán mà quán nào cũng thành công hết. Có quảng cáo vậy, có quảng cáo vậy chị. Dạ. Nhưng mà tất cả những cái quán hay tiệm đá phong thủy đều có phải có bằng ép anh Giang mới tới được ạ. À? Tại vì mọi người sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Bằng ép luôn hả? Là ép anh Giang luôn hả? Ép họ cũng nha. Thôi bây giờ nói chung là đã có mặt ở đây rồi và trên tay đã cầm được một ly rượu vang rất là thơm ngon. Xin chúc cho anh Giang và chị Nhã Phương mở ra được quán này và nhiều cái chi nhánh khác nữa và thật sự thành công, phát tài phát lộc luôn nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Trời ơi. Các bạn thấy con đồ nổi. Trời ơi. Mày đâu? Mày đất rồi, nhìn ngay cái. Dạ, nghe chú quay xíu luôn nha. Cảm ơn mọi người. Dạ. Em đi chung với vợ chồng của Phan. Em hỏi chân khổ ghê vậy đó. Dạ em xin phép ạ. Rồi Phan ơi. Phan ơi đứng lại cho. Ngọc đó. Nhìn máy nhau luôn chị. Cảm ơn chị. Cái chỗ này chưa? À một người đang quay hả? Hồi nãy giờ đang chụp. Dạ. Cánh đang quen xung quanh nhà hàng chưa? Dạ chưa, em mới vừa tới là em đi từ ở dưới em lên luôn à. Dạ vâng ạ. Em đang thở luôn á mọi người, thở máu được thở luôn. Cảm nhận cái không gian ở đây sao? Dạ rất là ấm cúng, rất là đẹp, vẫn được chiêu. Dạ vâng ạ. Giờ em sẽ bắt đầu lên trên đó để mà tham quan cũng như gặp gỡ mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Rất là đèn, rất sáng đẹp. Ủa mới tới mà. Tới lâu rồi, nó xuống. Cứ mới tới là vui. Thì Phương có thích cái không gian này. Rất là thích. Trời ơi, bây giờ thấy trên sân thượng vậy nè, thấy ha mình đang coi coi lên khổ như thế nào. Thì mấy không khí thứ năm thì nó rất là mát, là chiêu chiêu. Thì bây giờ ngồi uống rượu, ăn steak cũng rất là thoải mái. Để lên. Cảm ơn. Đi đâu hả? Đi chứ.
anh tiễn người khác, anh khác đi qua làm người yêu. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Ủa, chắc thấy ở đó. Về thăm người yêu. Yêu gọi rồi. Ủa, cái này được hả? Chơi không? Anh biết đá không? Trời ơi, trời ơi. Em đá nào giờ là em đập cô cậu bại, đang tìm người để mà đánh thắng mình. Trời ơi, vậy mày giống như mày mới chửi vô mặt tao vừa phát. Giờ để anh thắng em ở lại. Quất. Đá một. Ba trái. Anh thắng thì em ở lại. Ok. 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 Rồi bây giờ Phát đang tính chạy qua đây là chúc mừng anh Giang với lại chị Nha Phương. Thôi đừng nói chuyện nữa, đừng nói chuyện nữa. Mà phải dọc bên kia, nhưng bây giờ là chơi với anh Giang cái ván này ba trái nha, hai điểm trước là có nghĩa là bây giờ anh Giang mà thắng là ba người yêu luôn, kêu phát sao cũng được ở lại, còn mà em thắng là em với bạn gái em qua đây ăn miễn phí suốt đời. Ký chết bạn chưa được, không có thời gian đâu. Thấy từ từ cái từ khác giáo luật cái cây năm này có được ăn không, cây nào mà thấy chơi mình đã vô là ăn thôi. Trời ơi, kèo thơm kèo bóng. Cái đó là hên thôi nha, cái đó là hên. Mình cứ mấy trái vậy mọi người? Ba trái. Ăn hai trái thứ hai. Ôi chồng ơi, chồng ơi, bị thương nay con sữa. Sữa cho con ơi, chồng ơi, cái gì mà suốt đời là mệt. Ngọc ơi, muốn sinh nhật qua đây Ngọc ơi. Có tài trợ rồi. Đó. Đó. Ê, dễ gì. Ê. Đỏ nha, mặt đỏ hơn hơn nha. Trời ơi trời, đá kiểu con nít. Một đều à. Wow wow. Ê căng nha. Cái cuối không? Khoan từ. Một đều thông báo trước. Một á là đêm nay là em thuộc về anh. Hai là cuộc đời anh là giao phó cho em. Vô. Okay. Rồi. Từ từ phát chứ. Gì trời gì trời gì vậy? Bắt tay làm cái gì? Bắt tay chứ trận đấu. Không hỏi đi. Rồi vô. Trận đâu mà thua rồi. Quốc. Lâm tiền. Hên thôi thầy. Sao có hình gì ta. Mai mốt sinh nhật của Phát là 25 tháng 11 của Ngọc thì là tầm tháng 8 cái gì đó. Đau bụng quá, đau bụng quá. Ở đây đi cân, đi đi cân. Trời ơi, coi như mình chưa làm gì hết nha. Đi đi, anh tiện em xuống dưới. Đây đây xe phải em nó mình coi. Xuống dưới hay là đây ạ? Ở bằng tiền á. Ok, ok, ok.